chào tất cả các em. Ở video này rằng hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng sang bài tiếp theo của chương trình hóa học lớp 9, tức là chúng ta sẽ sang bài 37 là bài ethylene. Ta có phần một lớn là tính chất vật lý này. Vậy cái công thức phân tử của ethylene là có công thức là C2H4. Vậy C2H4 thì phân tử khối các em lấy 12 nhân với 2 thì bằng 28, 12 nhân 2 bằng 24 cộng với 4 nữa bằng 28, đúng không ạ? Như vậy phân tử khối hoặc là khối lượng mol của nó sẽ bằng 28. Như thế thì không khí thì nó sẽ có khối lượng mol là 29, đúng không ạ? Ethylene ở đây chỉ có khối lượng là 28 thôi. Như vậy ethylene nó sẽ nhẹ hơn không khí, đúng không? Vậy về tính chất vật lý thì ethylene là một cái chất khí này, không màu, không mùi, và cái khí này ít tan ở trong nước, nhẹ hơn không khí. Trong phần 2 là cấu tạo phân tử. Trong phân tử ethylene, mỗi nguyên tử carbon thì liên kết với hai nguyên tử hydro. Hai hóa trị còn lại dùng để liên kết giữa hai nguyên tử carbon với nhau. Chúng ta có cái công thức cấu tạo của C2H4 như sau. Đây, phải đảm bảo là carbon hóa trị 4, hydro hóa trị 1, đúng không ạ? Như vậy carbon này, xung quanh carbon các em đếm này có 1 này, 2 này, 2 dấu gạch này là hai hóa trị, đúng không ạ? 3, 4, như vậy carbon hóa trị 4. Carbon bên này cũng 1, 2, 3, 4, đúng không ạ? Như vậy carbon hóa trị 4, hydro hóa trị 1. Đúng chưa? Công thức thu gọn chúng ta có thể ghi đây là C này, H2 này, gạch ngang, hai cái gạch ngang, và bên này CH2. Đây là công thức thu gọn. Bên giữa hai nguyên tử carbon thì có hai liên kết. Những liên kết như vậy thì được gọi là liên kết đôi. Liên kết mà có một dấu gạch thì người ta sẽ gọi là liên kết đơn. Có hai dấu gạch như thế này người ta gọi là liên kết đôi. Và sau này nếu các em gặp ba dấu gạch thì nó sẽ là liên kết ba, đúng không ạ? Trong liên kết đôi thì có một liên kết kém bền. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các cái phản ứng hóa học, đúng không ạ? Đây, trong hai cái liên kết này thì có một cái nó sẽ dễ nó dễ bị đứt, đúng không ạ? Thì chúng ta nhớ như vậy. Sang về cái tính chất hóa học. Tính chất hóa học thì ethylene nó cũng giống như metan, nó tham gia phản ứng cháy với oxy. Đấy, tương tự như metan, khi đốt cháy thì nó sẽ tạo ra là hai cái chất, đó là carbonic và hơi nước. Phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt. Tất cả các cái khí ở dạng hydrocarbon nhá, có dạng CXHI, nếu cộng với oxy thì sản phẩm đều cho ra CO2 và nước. Chưa? Phương trình này cân bằng thì bên này, đây các em sẽ có tỷ lệ là 1, 3, 2, 2. Tiếp theo, sang cái tính chất nó khác với metan, đó là ethylene nó sẽ làm mất màu dung dịch brom. Dẫn khí ethylene đi qua dung dịch brom màu da cam, đây là dung dịch brom này. Hiện tượng đó là cái dung dịch này nó sẽ bị mất màu, tức là chúng ta cho khí ethylene đi qua, đây chúng ta dẫn ethylene vào, ban đầu nó là dung dịch màu cam, sau đấy khi ethylene sụp vào thì cái màu cam mất đi, đúng không nào? Đây, dung dịch brom mất màu này. Ethylene đã phản ứng với brom trong dung dịch và chúng ta sẽ có cái phản ứng như sau. C2H4 đây này, C2H4 cộng với BR2 tạo thành C2H4BR2, đúng không ạ? Đây các em nhìn nhá, ta sẽ xem kiểm tra hóa trị này. Hai cái hydro này vẫn giữ nguyên. Đây, hai cái hydro giữ nguyên và thêm một brom ở phía bên này, tức là một cái liên kết, một trong hai cái liên kết này nó sẽ mất đi, đúng không ạ? Chuyển cái liên kết đơn này thành chuyển cái liên kết đôi thành liên kết đơn này, đúng không? Và sẽ có một cái brom thế vào đây để đảm bảo là cái carbon này hóa trị 4, đúng không ạ? Bên này cũng carbon hóa trị 4. Đúng chưa? Brom và hydro thì hóa trị 1. Các em có thể viết gọn lại là đây là CH2 này, hai gạch ngang này CH2 cộng với BR2 thì tạo thành Br này CH2 này rồi đến CH2Br. Đúng không? Hoặc bạn nào biết cái công thức ở đây là C2H4. C2H4 đúng không ạ? Đây là cái của CH4 cộng với BR2 tạo thành C2H4BR2 thì cũng được. Đúng không ạ? Như vậy cái liên kết kém bền trong liên kết đôi thì bị đứt ra và mỗi phân tử ethylene đã kết hợp với một phân tử brom. Phản ứng trên thì được gọi là phản ứng công. Ngoài ra brom trong những điều kiện thích hợp, thì ethylene còn phản ứng công với một số các cái chất khác, thí dụ như hydro này, clo này, đúng không ạ? Ngoài brom thì trong những điều kiện thích hợp thì người ta có thể thay cái brom này này bằng H2, tức là đây là H này,
đúng không ạ? Hoặc người ta có thể thay bằng clo, thì nó cũng sinh ra cái sản phẩm. Nếu như mà đây nhá, nếu như mà đây thay bằng hai cái hydro này, đây thay bằng hydro tức là đây là H gạch nối H đúng không ạ? Thì hai cái con brom này các em thay bằng hydro, đúng chưa? Còn thì nếu mà người ta thay bằng clo thì ở đây sẽ là Cl, gạch ngang Cl thì đây sẽ là hai con clo, đúng chưa? Nhìn chung các chất có liên kết đôi tương tự như ethylene thì nó sẽ dễ tham gia phản ứng cộng. Sang phần 3, các phân tử ethylene có kết hợp được với nhau hay không? Ở điều kiện thích hợp, nhiệt độ này, áp suất này, chất xúc tác này, liên kết các bền trong cái phân tử ethylene sẽ bị đứt ra. Khi đó các phân tử ethylene nó sẽ kết hợp với nhau để tạo thành phân tử có cái kích thước và khối lượng rất lớn, người ta gọi là polyethylene, đúng không ạ? Polyethylene, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có này, CH2 này cộng với CH2 có nghĩa là nhiều cái phân tử C2H4 nó liên kết với nhau, đúng không ạ? Để nó tạo thành gì? Polyethylene. Và cái phản ứng này thì được gọi là phản ứng trùng hợp. Polyethylene thì nó là một cái chất rắn không tan trong nước, không độc. Nó là nguyên liệu quan trọng trong cái công nghiệp làm chất dẻo. Nói tóm lại, đối với các cái phản ứng của gì? Của ethylene thì chúng ta sẽ có 3 phản ứng chính. Phản ứng thứ nhất là các em cho tác dụng với gì? Oxy, nó phản ứng cháy để sinh ra CO2 và nước. Cái phản ứng thứ hai là phản ứng cộng. Cộng thì các em có thể cho cộng với brom, dung dịch brom. Thì lúc đó chúng ta sẽ có đây, nó sẽ tạo thành C2H4Br2. Hoặc ngoài brom ra nó còn có thể cộng với hydro, tức là các em thay brom ở đây thành HH này, thì hai cái brom này thay bằng hai con H, đúng không ạ? Hoặc có thể cộng với clo, tức là Cl gạch ngang Cl, tức là C2H4 cộng với Cl2 thì tạo thành C2H4Cl2, thay cái brom này bằng hai con Cl nếu như mà đây là Cl, đúng chưa? Ngoài ra thì nó còn có cái phản ứng trung hợp, tức là các cái nguyên tử gì ethylene nó sẽ liên kết với nhau để tạo thành một cái phân tử có kích thước và khối lượng vô cùng lớn, thì ở đây chúng ta sẽ gọi cái phản ứng này là phản ứng trung hợp. Sang phần 4 là phần ứng dụng. Những ứng dụng quan trọng của ethylene thì được trình bày ở trong cái sơ đồ như thế này. Ethylene thì cái này thì làm trong cái công nghiệp chất dẻo này, dùng để sản xuất axit acetic chúng ta sẽ học sau này, rượu ethylic chúng ta cũng sẽ học này, kích thích cái này kích thích cho cái hoa quả của ta màu chín, đúng không ạ? Còn cái dichloretan này thì sau này chúng ta sẽ học, tức là những cái chất này sau chúng ta học. Còn cái phần này thì cái khí này, khi người ta cho cái khí này vào trong cái hoa quả nhá, hoa quả chúng ta mà sắp chín ấy, thì nó sẽ kích thích làm cho chín nhanh hơn, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Hãy tính số liên kết đơn này, liên kết đôi giữa nguyên tử carbon trong phân tử của các chất sau. Như vậy thì các em nhớ cho cô, liên kết đơn là liên kết nó thể hiện bằng một cái gạch, đúng không ạ? Như vậy đây hai con carbon này, hai con carbon liên kết với nhau bằng một cái gạch như này thì đây chỉ có một liên kết đơn thôi, đúng không ạ? Một liên kết đơn giữa C và C này. Đây là có một liên kết đôi này, C với C có hai gạch này, thì đây là một liên kết đôi này. Đây có một liên kết đôi đơn này và hai liên kết đôi, đúng không ạ? Đấy. Vậy chúng ta sẽ có hai liên kết đôi này, đây này. Đây một liên kết đôi này, hai liên kết đôi, còn đây là một liên kết đơn. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày nhé. Bài 1 ý A ở đây là CH3 CH3.
siro này thì nó liên kết với carbon, còn hai con carbon thì gạch liên kết với nhau bởi một dấu gạch này, thì nó sẽ có một liên kết đơn. Đấy, C liên kết với C. Thì CH2 ngang hai gạch CH2 này. Thì hai cái gạch này nó thể hiện cho một liên kết đôi đấy các em này. Thì ở đây là có một liên kết đôi. C liên kết với C. Cuối cùng là CH2. Hai gạch CH một liên kết đơn này. Rồi đây CH2. Như vậy ở đây thì nó sẽ có một liên kết đơn và hai liên kết đôi. Có một một liên kết đơn ở đây này, đây. Và hai liên kết đôi, đây là một liên kết đôi này, hai liên kết đôi này. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập đầu tiên. Đây là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập đầu tiên. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút để cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2. Sau bài tập số 2, điểm từ thích hợp có hoặc không vào các cột hỏi sau. Metan. Vậy thì metan thì các em nhìn cái công thức cấu tạo của metan này. Metan thì nó là CH4 đúng không ạ? CH4 thì nó là như này, C này và 4 con H. Đúng chưa? Còn ethylene là C2H4 thì nó sẽ là như này. Đúng không? Như vậy thì các em nhìn nhá, chúng ta có metan. Trong cái công thức của metan này chỉ có liên kết đơn thôi, không có liên kết đôi. Đúng không ạ? Vậy có liên kết đôi hay không? Như vậy chúng ta sẽ trả lời là không, đúng không ạ? Metan thì nó sẽ không có liên kết đôi. Còn ethylene ở đây chúng ta có một liên kết đôi này, đúng không? Đây là liên kết đôi của ethylene. Như vậy nó có liên kết đôi. Làm dung dịch mất màu dung dịch brom. Phản ứng với brom thì chỉ có ethylene thôi, còn metan thì không, đúng không ạ? Trong cái tính chất hóa học của metan thì nó có hai phản ứng, thứ nhất là tác dụng với oxy và thứ hai là tác dụng với clo điều kiện ánh sáng, đúng không nào? Như vậy thì nó sẽ không làm mất màu dung dịch brom. Còn cái ethylene thì nó có tác dụng với brom, đúng không ạ? Trong phần lý thuyết chúng ta đã học. Metan thì không có phản ứng trung hợp, còn ethylene là có. Tác dụng với oxy thì cả hai cái khí metan và ethylene đều có thể tác dụng với oxy. Đúng không? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Bài tập số 2 cô làm luôn vào trong quyển sách như này. Đấy. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 3. Sang bài số 3 như sau. Hãy nêu phương pháp để loại bỏ khí ethylene có lẫn khí metan để thu được metan tinh khiết. Như vậy thì các em sẽ dẫn cái hỗn hợp khí metan có lẫn ethylene này, các em đi qua dung dịch nước brom dư. Đúng không ạ? Như vậy thì cái ethylene này nó sẽ bị giữ lại do là ethylene tác dụng với brom. Còn metan không phản ứng thì metan nó sẽ thoát ra, chúng ta sẽ thu được khí metan. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài 3 như sau. Bài 3.
là kem dẫn và hỗn hợp khí metan có lẫn ethylen. Khí metan có lẫn ethylen. Đi qua dung dịch nước brom dư. Thì lúc đó ethylen bị giữ lại. Còn metan không phản ứng thì thoát ra. Nên chúng ta sẽ thu được khí metan. Phương trình phản ứng của chúng ta như sau. Ta có cái phương trình là C2H4 đúng không ạ? Cộng với dung dịch nước brom để tạo thành C2H4Br2. Đấy, còn cái khí metan thì không phản ứng thì nó sẽ thoát lên, chúng ta sẽ thu được khí metan. Bạn nào viết cái phương trình như sau là ta có CH2 này cộng với Br2 này để tạo thành Br này, BrCH2 này, xong rồi CH2Br cũng được. Hai cái phản ứng này, đây hai phản ứng này là một nhá. Đấy, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút để chúng ta sẽ sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau, để đốt cháy 4,48 lít ethylene thì cần phải dùng bao nhiêu lít khí oxy, bao nhiêu lít không khí, biết rằng oxy thì chiếm 20% thể tích đúng không ạ? Các khí điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy thì chúng ta sẽ có bài 4 này, đây. Để đốt cháy 4,48 lít khí ethylene thì phải dùng bao nhiêu lít khí oxy, bao nhiêu lít khí không khí. Biết rằng không khí thì chứa 20% là oxy, tức là như nào? Không khí nó sẽ gấp 5 lần cái thể tích của oxy. Thì chúng ta sẽ có bài 4 như sau. Chúng ta sẽ tìm cái số mol của ethylene. Số mol của C2H4. Muốn tìm số mol thì các em lấy thể tích chia 22,4. Vậy ở đây sẽ bằng 4,48 chia cho 22,4. Bằng 0,2 mol. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phương trình phản ứng như sau. C2H4 kem cho tác dụng với O2 để tạo thành CO2 cộng với H2O. Bên này có 2 carbon, kem thêm 2. Có 4 hydro, kem thêm 2 để tạo thành 4 hydro. 2 x 2 bằng 4, 4 x 2 bằng 6, vậy đây 3 x 2 bằng 6. Đúng không ạ? Tỷ lệ chúng ta là tỷ lệ 1,3,2,2. Đúng chưa? 1 này, 3 này, 2 này, 2 này.
Số mol của CH4 ở đây là bằng 0,2. Muốn tìm số mol của oxy thì theo phương trình phản ứng thì em thấy là tỷ lệ này là tỷ lệ 1:3, tức là số mol oxy nó sẽ gấp 3 lần số mol của CH4, đúng không ạ? Theo phương trình phản ứng. Số mol của O2 thì gấp 3 lần số mol của C2H4. Như vậy nó sẽ bằng 3 nhân với 0,2. Đúng chưa? Vậy nó sẽ bằng 0,6 mol. Như thế là chúng ta đã biết được số mol của oxy cần dùng ở đây là 0,6. Vậy là thể tích oxy cần dùng. Từ đây các em sẽ suy ra được là thể tích của khí oxy. Muốn tìm thể tích của oxy thì em lấy số mol 0,6 kem nhân với 22,4. Vậy bằng 13,44 lít. Thế biết được cái thể tích của khí oxy rồi, các em có tìm thể tích của không khí được không? Thể tích của không khí thì gấp 5 lần thể tích của khí oxy, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ có thể tích không khí cần dùng sẽ là thể tích của không khí này. Thì các em lấy thể tích của oxy là 13,44 kem nhân với 100 rồi các em chia cho 20. 100 chia 20 tức là nhân 5 lên đấy, đúng không ạ? Vậy các em lấy 13,44 kem nhân 5 thì sẽ bằng 67,2 lít. Như vậy thì câu A là chúng ta sẽ cần dùng đến 13,44 lít khí oxy. Còn câu B là chúng ta sẽ cần dùng đến 67,2 lít không khí. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được phần lý thuyết cũng như toàn bộ các cái bài tập ở trong sách giáo khoa của bài 37, đó là bài ethylene. Các em hãy về làm tiếp cho cô các bài tập ở trong sách bài tập nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em các bài tập ở trong sách bài tập. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.